Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm hiệp cả hội chúng tại cửa hội mạc. Mô-sê bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn: Hội chúng nhóm hiệp tại nơi cửa hội mạc. Mô-sê nói cùng hội chúng rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm theo. Đoạn, Mô-sê biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng U-rim và Thu-mim, đội cái mão lên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Kế đó, Mô-sê lấy dầu sức, sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh. Rải dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, đặng biệt riêng ra thánh. Người cũng đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người, đặng biệt riêng ra thánh. Đoạn, Mô-sê biểu các con trai A-rôn lại gần, mặc áo lá trong cho, cột đai, đội mão lên đầu, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Mô-sê giết nó, lấy huyết, rồi dùng ngón tay bôi huyết trên chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch. Đoạn, đổ huyết dưới chân bàn thờ. Như vậy, người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. Người lấy hết thải mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật, rồi đem xông trên bàn thờ. Còn con bò, da, thịt và phẫn nó thì người đem thiêu ở ngoài trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người cũng biểu đem con chiên đực dùng làm của lễ thiêu lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó, rồi Mô-sê giết nó và rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Đoạn, xả thịt ra từ miếng, đem xong cái đầu, mấy miếng đó và mỡ. Người lấy nước, rửa bộ lòng và giò, rồi xông trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu con chiên đực đó. Mô-sê giết nó, lấy huyết bôi trên trái tay hữu của A-rôn, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Mô-sê cũng biểu các con trai A-rôn đến gần, bôi huyết nơi trái tay hữu họ, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Đoạn, Mô-sê rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Kế đó, người lấy mỡ, đuôi, hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và cái giò hữu, lại lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu và một cái bánh tráng, để mấy bánh đó trên những mỡ và giò hữu. Đoạn, để hết thảy trong tay A-rôn và tay các con trai người. Họ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Mô-sê lấy các món đó khỏi tay họ, đem xông lên bàn thờ tại trên của lễ thiêu. Ấy là của lễ về sự phong chức có mùi thơm, tức là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Mô-sê cũng lấy cái o của con chiên đực về lễ phong chức và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là phần thuộc về Mô-sê, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Kế ấy, Mô-sê lấy dầu sức và huyết trên bàn thờ, rải trên A-rôn và trên quần áo người, trên các con trai người và trên quần áo họ, biệt A-rôn và quần áo người, các con trai người và quần áo họ riêng ra thánh.
Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn và các con trai người rằng: các ngươi hãy nấu thịt tại cửa hội mạc và ăn tại đó với bánh ở trong giỏ về lễ phong chức, y như ta đã phán dặn rằng A-rôn và các con trai người sẽ ăn thịt đó. Nhưng các ngươi phải thiêu thịt và bánh còn dư lại. Trong 7 ngày, các ngươi không nên đi ra khỏi cửa hội mạc cho đến chừng nào những ngày phong chức mình được trọn rồi, vì việc phong chức các ngươi sẽ trải qua 7 ngày. Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm y như hôm nay người ta đã làm để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Vậy, hãy ở trọn ngày cả đêm tại cửa hội mạc trong 7 bữa, gìn giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, hầu cho các ngươi khỏi thác, vì Ngài đã truyền dặn ta như vậy. A-rôn và các con trai người làm mọi điều y như Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền dặn vậy. Chương 9. Qua ngày thứ 8, Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Israel rồi dạy A-rôn rằng: hãy bắt một con bò đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, đều không tỳ vít chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: các ngươi hãy bắt một con dê đực làm của lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con không tỳ vít chi một tuổi đặng dùng làm của lễ thiêu, một con bò tơ, một con chiên đực đặng dùng làm của lễ thụ ân để dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, và một của lễ chay chế dầu, vì ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Vậy họ dẫn đến trước hội mạc những vật Môi-se đã dặn biểu, rồi cả hội chúng đến gần đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se nói rằng: đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn rằng: ngươi hãy đến gần bàn thờ, dân của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và vì dân sự làm lễ chuộc tội. Lại cũng hãy dâng của lễ của dân sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy. A-rôn bèn lại gần bàn thờ, giết bò con đực dùng làm của lễ chuộc tội. Các con trai người đem huyết đến, người nhúng ngón tay vào, bôi trên các sừng bàn thờ, rồi đổ huyết dưới chân bàn thờ. Người lấy đem xông trên bàn thờ mở hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan của con sinh tế chuộc tội, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Còn thịt và da, người đem ra thiêu ngoài trại quân. Đoạn, người giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem huyết đến, người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem cho A-rôn thịt của lễ thiêu xả ra từ miếng và đầu, rồi người xông hết trên bàn thờ. Đoạn, người rửa bộ lòng và các giò, đem xông trên của lễ thiêu nơi bàn thờ. Người cũng dâng của lễ của dân sự, bắt con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội cho dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, y như của lễ đầu tiên. Lại, người cũng dâng của lễ thiêu theo luật lệ đã định. Kế đó, người dâng của lễ chay, chuốt đầy bụng tay mình, đem xông trên bàn thờ, ngoại trừ của lễ thiêu hồi ban mai. Người cũng vì dân sự giết con bò tơ và con chiên đực làm của lễ thù ân. Các con trai A-rôn đem huyết đến, và người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem đến cho người mỡ của con bò tơ và con chiên đực, đuôi, mỡ trên bộ lòng, hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan, để những mỡ này trên o, rồi xông mỡ nơi bàn thờ. Đoạn, A-rôn lấy cái o và giò hữu đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Môi-se đã dặn biểu. A-rôn giơ tay mình trên dân sự chúc phước cho. Sau khi dân của lễ chuộc tội, của lễ thiêu và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân sự. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất. Thư Galati chương 4. Vả tôi nói rằng, người kế tự, dầu là chủ của mọi vật, mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu, phải phục dưới các lề thói của thế gian.
Nhưng khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại, vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa. Sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng, ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sinh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì, sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Có lòng sốt sắng vì điều thiện thì tốt lắm, lúc nào cũng thế, không những khi tôi có mặt giữa anh em. Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối, khó xử. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng, Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người đó tức là hai lời giao ước. Một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bấy giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chương 5. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết.
tôi lại rao cho mọi người chịu khắc bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em hãy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xúi dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỏi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Hỏi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chương 6. Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người,
nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu các bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu các bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu các bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu các bì hay là sự chẳng chịu các bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Thi Thiên 18. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi náu ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương vấn tôi, luột gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Bây giờ, đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rung động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịt. Ngài cởi cherubim và bay, Ngài liệng trên cánh của gió. Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa chung quanh mình Ngài dường như một cái trại. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, Đấng Chí Cao làm cho vang râng tiếng của Ngài. Có mưa đá và than hực lửa. Ngài bắn tên làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều khiến chúng nó lạc đường. Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra và các nền thế gian bị bày tỏ. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân, chúng nó xông vào tôi, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy sự công bình tôi, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt kẻ tự cao xuống. Chúa thắp ngọn đèn tôi,
Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Nhờ Ngài, tôi sẽ xông ngang qua đạo binh. Cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đổi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng. Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu tó. Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi đâm lũng chúng nó, đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ giấy nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Chúng nó kêu, nhưng chẳng có ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Bây giờ, tôi đánh nát chúng nó ra nhỏ như bụi bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Chúa đã cứu tôi khỏi sự tranh giành của dân sự, lập tôi làm đầu các nước. Một dân tộc tôi không quen biết sẽ hầu việc tôi. Vừa khi nghe nói về tôi, chúng nó sẽ phục tôi. Các người ngoại bang sẽ giả bộ vâng theo tôi. Các người ngoại bang sẽ tàn mạc, đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao, tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân suy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật, Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.